Cảm ơn các bạn nhỏ đang đến với chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon của One Way Radio. Giọt Sương ơi. Dạ. Đố em biết BFF có nghĩa là gì nè? À, là từ viết tắt đúng không? Ai mà không biết đó là từ viết tắt, nhưng mà viết tắt của cái gì? Em biết rồi. BFF có nghĩa là Best Friend Forever, nghĩa là mãi mãi là bạn tốt nhất chứ gì. Vậy thì em có biết nó được dùng từ hồi nào không nè? Cái này thì em bó tay. Bữa anh được đọc là từ năm 1980 luôn đó. Đó là hồi tụi mình chưa sinh ra đời luôn. Như vậy, nhưng mà gần đây thì nó mới bắt đầu trở nên phổ biến. Vậy BFF của anh năm đó là ai vậy? Để coi. Hồi trước thì có nhưng mà giờ hết rồi Giọt Sương ơi. Ủa sao kỳ vậy? Anh mới kêu là mãi mãi mà sao giờ hết trơn rồi? Thì hồi bữa BFF của anh là anh Đức đó. Nhưng mà bữa anh qua rủ Đức đi đá banh thì Đức đã có hẹn với bạn Cường rồi. Cho nên là anh quyết định Đức không phải là BFF của anh nữa. Ủa thì có sao đâu, thì bữa khác anh đi với anh Đức đi chơi đá banh lại cũng được mà. Không, bạn tốt mãi mãi phải là chơi với nhau hoài hoài luôn chứ. Chứ đâu có bữa đi đá banh với mình rồi bữa đi chơi với người khác như vậy được. Đâu có đâu, ba em nói là mình có thể có nhiều bạn tốt mà. Bạn tốt ở nhà thờ nè, bạn tốt ở trường nè. Anh là bạn tốt của em ở nhà nữa nè. Không phải vậy đâu. Phải mà. Thôi, anh Năm Đóm với lại em nghe cái câu chuyện này đi. Bảo đảm là anh Năm Đóm sẽ hiểu. Vậy thôi mình cùng nghe nha. Dạ. Mời các bạn nhỏ cùng nghe với anh Đâm Đóm và chị Giọt Sương nha. Câu chuyện bạn tốt. Mẹ ơi, chắc là sẽ vui lắm khi bạn Phương chuyển về sống ngay bên kia đường mẹ ha. Trúc vừa nói vừa chuẩn bị sẵn sàng để giúp bạn thân của mình chuyển đồ vào trong căn nhà mới của họ. Từ bây giờ, tụi con có thể cùng ngồi trên xe buýt để tới trường và đến nhà nhau chơi bất kể lúc nào. Với lại, món mà bạn ấy thích nhất là pizza, y chang con luôn. Mẹ mỉm cười khi đang lấy miếng pizza ra khỏi lò vi sóng. Đúng là tuyệt thật khi con và Phương có nhiều sở thích giống nhau. Trúc gật đầu. Tụi con sẽ làm mọi thứ với nhau mỗi ngày. Hôm sau, Trúc đi thẳng vào nhà. Phương không phải là bạn tốt nhất của con nữa. Nãy con đi qua nhà bạn ấy để xem liệu bạn ấy có thể đi chơi với con không. Và con phát hiện ra là bạn ấy đã đi chơi quần vợt với bạn Linh mất tiêu rồi. Lại đây con gái. Thật là tuyệt khi con và Phương là bạn tốt của nhau. Nhưng con cũng cần có những người bạn khác nữa. Linh và Phương thích chơi quần vợt, nhưng mà con thì không. Con không quan tâm đâu. Nhưng bạn tốt là phải luôn chơi chung với nhau chứ. Vào giờ cơm tối hôm đó, Trúc rất ngạc nhiên khi thấy trên đĩa của ba mẹ thì có mì Ý, còn trên đĩa của cô bé lại là bánh pizza từ ngày hôm trước. Ủa mẹ ơi, mì Ý của con đâu ạ? Pizza là món khoái khẩu của con, cho nên là mẹ quyết định là con có thể ăn nó trong tất cả các bữa ăn của con. Bố gật đầu. Mẹ nói là con thậm chí có thể ăn pizza vào mỗi buổi sáng. Điều đó không phải quá tuyệt sao? Nhưng con không muốn lúc nào cũng ăn pizza. Con cũng thích những món khác nữa. Trúc nhíu mày. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ mỉm cười. Mẹ chỉ muốn nó có thể giúp con thấy rằng sự đa dạng là một điều tốt. Nó không chỉ trong bữa ăn, mà còn trong các mối quan hệ nữa đó con. Đặc biệt là trong tình bạn. Cả con và Phương nên có những người bạn khác nữa. Mẹ con nói đúng đó Trúc. Ngay cả Chúa Giê-xu, Ngài cũng không dành thời gian cho chỉ duy nhất một người. Kinh Thánh dạy chúng ta phải yêu thương những người bạn của chúng ta. Nhưng cách mà con đối xử với Phương thì chưa hoàn toàn là yêu thương, mà nó là sự ích kỷ đó con gái. Phương cũng cần có sự tự do để có nhiều bạn bè hơn chứ. Và con cũng vậy nữa. Dạ, con nghĩ là con đã không nghĩ về tình bạn theo cách đó. Có lẽ con cũng nên rủ Hoài đi chơi nếu như mà bạn ấy rảnh. Tốt lắm con gái, nhưng trước tiên con nên ăn một ít mì Ý nhé. Đó, anh Đâm Đâm thấy chưa? Bạn tốt mãi mãi đâu có nghĩa là chỉ có một người đâu. Anh cũng có thể có nhiều bạn tốt mà.
anh Đức là bạn của anh cũng có thể có nhiều bạn tốt khác nữa. Như vậy thì mình có quá chừng bạn để mà chơi luôn. Anh hiểu rồi. Vậy thì ngoài Đức, anh cũng có thể có thêm nhiều bạn tốt nữa để cùng chơi đá banh, Lego, rồi nhiều thứ khác nữa chứ ta. Dạ đúng rồi đó. Ba em hôm đó còn dạy em câu kinh thánh này nữa nè: bằng hữu thương mến nhau luôn luôn, và anh em sinh ra để giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn. Châm Ngôn đoạn 17 câu 17. Wow, câu kinh thánh này hay quá hen. Anh cũng sẽ học thuộc nó đây. Các em ơi, các em có thấy buồn hay là ghen tức khi bạn tốt của các em có bạn khác giống như anh không nè? Anh hy vọng câu chuyện hôm nay của Giọt Sương sẽ giúp cho anh cũng như các bạn sẽ tận hưởng được khi chúng ta có nhiều bạn tốt là như thế nào nha. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để Chúa thêm sức cho chúng ta ngay thì giờ này nha các bạn. Dạ. Kính lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Ngài đã ban cho chúng con những người bạn tốt ở trong cuộc sống. Xin giúp chúng con luôn biết yêu thương họ, cầu nguyện cho họ và giới thiệu về Ngài cho họ, để Ngài cũng sẽ trở nên người bạn thân của các bạn đó nữa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Các bạn nhỏ ơi, đã tới giờ chúng ta phải đi ngủ rồi. Chị Giọt Sương và anh Đom Đóm chúc cho các bạn một giấc ngủ thiệt là ngon giấc nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.